Và sau đây em test con chính là 7X được cát, thì bên em vẫn còn một con đẹp long lanh như thế này luôn nha các bác. Bác nào mà đặt hàng thì alo, chính là 7X được cát thì các bác chơi dòng loa có công suất lớn, đặc biệt đánh những dòng HPM như 100 này, 150, những dòng HPM hoặc là những dòng loa JB rất là tốt. Tiếng nó mượt. Tiếng bass rất là mềm. Chính là 7X được cát hồi gỗ chi vàng, vừa đánh loa Nhật được, đánh loa Mỹ rất ok. Và giá bên em đang giao các bác là 13 triệu 500 ngàn. Nó đẹp trên 95% nha các bác. Trên 95%, 370W, hồi gỗ chi vàng. Ai không thấy đồ mới nữa chưa? Từ cái ốp gỗ này. Bên em vẫn còn một con nha các bác. Bác nào nhanh tay mình cần thì liên hệ cho em. Công suất lớn. Hết số của dòng X-Cat rồi nha. X-Cat thì nó có 6 là 7 X-Cat này. 9 là 7, 7 là 7 X-Cat và 9 là 7 X-Cat. Đấy. Đang giao các bác là 13 triệu 500 ngàn, bao gồm phí ship chỉ còn đổ bớt 200 nghìn. Rồi em mời các bác cùng nghe chất âm khá là tuyệt vời của em, nó rất là ra gì luôn nha. Đấy, không thấy mượt không? Quấn JBL L65A, tiếng bass trải mềm. Video này là kết thúc. Con 97 này em gửi cho bác ở Nam Định nha. Còn một con bác nào có nhà ứng và nhà hứng muốn sử dụng và 97 cá thì liên hệ cho em nha.